Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đang đến gần, sáng ngày 13 tháng 1, đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Dương do ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết tại văn phòng Ban trị sự chùa Hội Khánh, đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đến thăm chùa Hội Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam đã thông tin đến Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký Hội đồng trị sự, Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm qua, cũng như chủ trương xây dựng khu di tích cụ Nguyễn Sinh Sắc, công trình lịch sử văn hóa đặc biệt này cần có sự nỗ lực phối hợp của các ban ngành và ban trị sự Phật giáo tỉnh để trong năm 2023 kỷ niệm 100 năm ngày cụ Nguyễn Sinh Sắc đã đến sinh sống và hoạt động tại thành phố Thủ Dầu Một sẽ có những hạng mục trong dự án đưa vào hoạt động. Tại đây, Hòa thượng Thích Huệ Thông chia sẻ những đóng góp của cụ Nguyễn Sinh Sắc trong thời gian lưu lại nơi vùng đất Thủ Dầu Một. Ngài bày tỏ sự hoan hỷ trong việc lãnh đạo tỉnh Bình Dương xây dựng công trình khu di tích cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực tiếp giáp với chùa Hội Khánh, là một công trình đầy ý nghĩa để lại thế hệ mai sau bài học lịch sử mang tính văn hóa tâm linh. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam sắp đến, ông Trần Văn Nam cũng đã gửi lời chúc sức khỏe an lạc và thành công đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương và chư tôn đức tăng ni Phật tử trong toàn tỉnh.